Người đàn ông bị đánh vì quỵt tiền mua dâm. Sau khi ăn mua dâm, thấy người đàn ông này không mượn được tiền trả cho mình, Tê bực tức cùng nhóm nghi phạm đánh An. Ngày 20 tháng 11, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa điều tra làm sáng tỏ vụ người đàn ông tên Nguyễn An, sinh năm 1985, ngụ quận 3, đến cơ quan cảnh sát điều tra trình báo về việc mình bị một phụ nữ và nhóm người đàn ông cướp tài sản. An khai báo rạng sáng ngày 18 tháng 11, An điều khiển xe máy trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh, thì thấy một phụ nữ đi bộ trên đường, nên ngụ ý muốn cho đi nhờ xe. Khi đến bãi đất trống trên đường Trường Sa thuộc phường 3, quận Bình Thạnh, thì An bị phụ nữ này và một nhóm người dùng gạch tấn công cướp điện thoại di động, nhẫn vàng và tiền mặt. Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng lập hồ sơ xác minh làm rõ. Quá trình lấy lời khai của các nghi phạm, Công an quận Bình Thạnh xác định An báo tin không đúng sự thật. Theo điều tra, An sống lang thang nghiện ma túy nặng. Khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 11, An lang thang trên địa bàn quận 11 thì gặp người tên Tỷ, chưa rõ lai lịch nên rủ Tỷ đi mua ma túy sử dụng chung. Tỷ lấy xe máy chở An đến quận 10 mua ma túy, sau đó cả hai vào khách sạn sử dụng ma túy. Trong khách sạn, An nhắn tin cho NTTT, sinh năm 1997, ngụ quận 1, mua dâm với giá 5 triệu đồng, T đồng ý. Tại khách sạn, An, Tỷ rủ T cùng sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, Tỷ bỏ về trước, riêng An và T ở lại khách sạn Mây Mưa. Khi chuẩn bị trả phòng, T kêu An trả tiền, nhưng An nói không có và đưa điện thoại di động cùng chiếc nhẫn vàng cho T. Làm tin, nói đi mượn tiền bạn trả cho T. T gọi cháu là Lâm đến chở mình, còn An đặt Grab đi, được T nhờ, Lâm rủ thêm hai người bạn là Dư và Thái đi cùng. Cả nhóm đến nhà người quen của An để An mượn tiền nhưng không được. An nói cả nhóm cùng mình qua nhà người Dượng ở khu vực cầu Lê Văn Sĩ, quận 3 xin tiền. Sau khi từ nhà Dượng An đi ra, cả nhóm đến con hẻm nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, để kêu dừng xe hỏi An có mượn được tiền không. An trả lời không có. Bực tức T dùng gạch đánh vào đầu An, Lâm và Dự dùng mũ bảo hiểm đánh An rồi bỏ đi. Công an quận Bình Thạnh đang làm rõ hành vi của từng người để xử lý. Anh Thư, Công an Nhân dân.